Cái đoạn suối này có nhiều cây sung nhỏ đẹp quá anh ạ. Mấy cái này nhổ lên đẹp lắm. Rất nhiều. Đi xuống phía dưới kia xong có cây nào đẹp không? Cái này có bụi rễ ác quá mà. Thân xấu. Có cây sung này anh em. Này có một cái cốc sung khá dài anh em ạ. Dễ nhìn được được nhưng mà cái thân nó xấu quá. Cái này bỏ đi, tìm cái khác. Cái này có cái gốc cóc rừng khá đẹp anh em. Lù ác. Cái này nằm trong vườn điều anh em. Lá đây. Cóc rừng này nhiều người chơi lắm anh em ạ. Cái này bữa nào đào. Đào mình cắt ngắn lên đây thôi. Tạm mầm lại cóc dễ sống lắm. Chắc giờ tôi qua bờ bên kia tôi cắt cái cây ổi mà cách đây 2 ngày tôi đi mà tôi có gặp nó đây nha. Nó bây giờ nó bị lỗi hết rễ lên rồi do nước lũ đấy. Nó phóng lại anh em xem. Đấy cũng đấy đấy. Nước lũ đánh giờ nó còn dính mấy cái rễ sang cắt. Cái này khá yếu rồi. Giờ phải chăm sóc đặc biệt thì mới sống được.
Cây này khá điệu anh em ạ. Có đường thân đẹp phết ạ. Đây là cành này anh em ạ. Đây là rễ này. Có một cái chi nhỏ lên rất đẹp. Đây là rễ này. Rễ. Cái đây cũng rễ này anh em ạ. Cái này không phải đào một cái gì hết anh em ạ, toàn cắt thôi. Cái rễ này sau này mà trồng cái cây này nó lên khỏe thì chắc cái rễ này xử lý anh luôn anh em ạ. Cái rễ này chắc xử lý sát lên luôn. Chứ không thì nó che mất cái thân tử này anh em. Thân tử này đẹp. Cái đường vặn của thân tử rất đẹp. Video tôi chia sẻ đào gốc ổi nơi tạm biệt tất cả anh em nhé.